chúng ta vào học nhịp. Học nhé. Ok, chúng ta bắt đầu học này. Anh phải mời bác tận nơi này. Mời. Mời vào học rồi. Cái gì? Dạ. Rồi chúng ta bắt đầu học nhé. Buổi trước trong học đến đâu nhỉ? Hết bài chỉ đường đúng không? Hết chỉ đường chưa? Em bắt vào chưa? Rồi chúng ta bắt đầu. Đảo qua một ít từ vựng của bài cũ. Bài số 24. Bài 24. Rồi. Em bắt vào chưa? Bác rồi. Em Linh đang làm gì em bác? Em Linh dành làm gì em bác để em bác đang chưa làm gì. Bác em. Anh Tị Thu đi ra. Anh Tị Thu bây giờ đấy. Tị Thu hiện tại bây giờ. Em phụ được tóc vào được chưa? Chúc mừng em đã ở lại lớp. Chúc mừng em. Em nhung xong và xong em gõ mấy câu mấy câu nhá. Thế này. Từ này thì gì? Chúng ta vừa. Là gì? Biết đúng không? Và có khả năng sẽ gì đó. Thế này. Chúng ta nhớ từ này không? Từ gì đây? Tảng đúng không? Tảng. Còn từ này là thái cực quyền đúng không? Thái quyền rồi. Từ này từ gì? Học rồi. Từ này, học rồi, từ gì đấy? Là ghi danh, là đăng ký đấy. Từ gì đấy? Bắt đầu đúng không? Sẽ bắt đầu. Và tiếp theo này, từ này chúng ta chưa, từ gì đấy? Đấng là gì? Có thể đúng không? Từ này là gì? Thấy có thể đúng không? Tiếp theo này, từ này học rồi, từ gì đấy? Trải, lại nữa, trải. Từ này học rồi, pia là lần đúng không? Từ này, sử là lần đúng không? Sử là lần. Từ này, học rồi. Là gì? Thoải mái. Thoải mái, dễ chịu, sướng. Các bạn kia, thoải mái, dễ chịu và sướng. Sướng. Anh Dương hỏi anh Bắc có sướng không là sao? Anh không hiểu. Thoải mái à? Sướng là sướng đấy. Em nói thế dễ hiểu nhầm lắm. Từ này từ gì? Chúng ta rồi đấy. Từ gì đấy? Ý là gì? Ý nghĩa. Thế còn từ này? Từ gì đấy? Điều ý là gì? Thú vị. Thú vị đúng không? Còn từ này? Mấy ý là gì? Nhạt nhẽo, tẻ nhạt. Chẳng có gì cả. Nhạt nhẽo, tẻ nhạt. Nhạt mắt, nhạt nhẽo. Mấy ý là? Từ này học rồi, chúng ta học rồi, từ gì đấy? Là gì? Tiếng đồng hồ, xéo sư tiếng đồng hồ. Từ này học, chúng ta học chưa? Từ gì đấy? Anh Lê còn nhớ? Chị... Okay, sao đang chưa học? Anh Linh thế là không ổn nhá. Chỉnh tra là gì? Xin gì? Xin nghỉ phép, chỉnh tra, xin nghỉ phép. Chỉnh tra, xin nghỉ phép. Rồi em bắt gõ vào, em toàn em kêu từ này em gõ vào. Gõ đi, chỉnh tra là chỉnh phép, em gõ vào đi.
quên từ này mà không rõ là lợi dụng đấy. Anh có bằng chính chưa? Bác em, anh đang chờ em Bắc này. Cả lớp đang chờ em Bắc. Hôm nay em Bắc làm sao thế? Tại em đang nghỉ đúng không? Nên là máy nó hỏng. Thấn nhủ. Thế này. Thấu thấn là gì? Đau đầu đúng không? Chúng ta em làm quá vào đi. Em làm rồi. Em có vào, thấu thấn. Bình Dương à? Rồi, em Lan có vào. À, thấu thấn là đau đầu. Nó từ này. Từ gì đã trung học rồi. Phát sao là gì? Sốt đúng không? Rồi, sốt, phát sao? Đúng rồi, phát sao? Ho đúng không? Từ gì đây? Khả năng có khả năng, khả năng. Rồi từ này, học chưa? Là gì? Cảm cúm quá. Cảm cúm từ này gì? Khám bệnh đúng không? À, tốt. Từ này. Bình là bệnh đúng không? Rồi tốt. Giờ chúng ta sẽ đọc lại từ, đọc lại một bài điện thoại ở trang số 114 nhé. À, chúng ta đọc bài điện thoại ở trang 114 này. Trang 114. Được chưa? Em làm đấy được chưa? Em Linh về là xem từ vựng chưa? Chưa động gì à? Nghe à? Ờ thế à? Giờ chúng ta sẽ đọc lại bài hội thoại ở trang 114 này. Được chưa? Được chưa? Được chưa em? Đọc chưa? Em Dung để cho anh Bắc học bài chứ. Đọc nhá, đọc này. 114 đọc này. Nǐ huì dǎ tài qī quán ma? 114. Tiếp này. Bǔ huì nǐ de? Wǒ yě bǔ huì. Nǐ xiǎng bù xiǎng xuě? Nǐ xiǎng xuě. Xiǎng xuě. Wǒ yě xiǎng xuě. Tīng shuō tǐ yù lǎo shī xiā xīng qī jiào tài qī quán. Tīng shuō tǐ yù lǎo shī xiā xīng qī jiào tài qī quán. 好, 好, 好 老师我们想学太极拳 现在可以报名吗? 可以 什么时候开始上课? 下星期一 每天下午都有课吗? 什么? 不止一三五下午 下午, 对不起 您能不能再说一遍? 一遍, 我不懂135是什么意思? 什么意思? 对呢, 就是星期一、星期三、星期五 星期三、星期五 从几点到几点上课? 4点半到5点半 一次一个小时 玛丽怎么没来? 老师玛丽让我给她请个假 请个假，他今天有点不舒服，头疼发烧，咳嗽可能感冒了，他要去医院看病，不能来上课。 OK, chúng ta sẽ đi tiếp sang trang số 122, chúng ta đọc cái cụm từ chữ sau để chúng ta ôn tập lại bài nội dung bài cũ. Trang 122, em bắt thấy chưa? Trong 122, cụm từ chữ Hán sau, chúng ta đọc nhé. Em hiểu được chưa? Em hiểu được chưa? 122. Rồi, 122. 122. Rồi, em hiểu được chưa? 122. Rồi, chúng ta đọc này, em bắt rồi, được thấy chưa? 122. Em giật sách ra, 122. Rồi, đọc nhé. Xem bức giảng xuế. 会不会说? 会不会说? 要不要买? 要不要买? 能不能来? 能不能来? 不想学? 不想学? 不会说? 不会说? 不想买? 不想买?
不能来。会不会说汉语？会不会说英语？会不会打网球？会不会游泳？会说汉语？会说英语？会打网球？会游泳？会不会打太极拳？会打太极拳？不会开汽车？不会画画？不会唱歌？不会唱歌？要去医院？要去医院？要回国？要回国？要看电视？要看电视？要复习语法？要复习语法？怎么没去？怎么没去？怎么没来？怎么没来？怎么不看？怎么不看？怎么不说？怎么不说？em bắt có nhớ từ lái xe ô tô là gì không? Khai chưa? Chúng ta có vào khai chưa là lái ô tô. Anh có qua đi. Khai chưa lái ô tô. Em phụt tóc có vào đi. Khai chưa là lái ô tô. Không thì em chuyển sang máy bằng ngoan nữa. Máy bằng ngoan chạy trơn lắm. Em tắt đi xong em chuyển sang máy bằng ngoan dùng cho nó ok. Chúng ta có vào khai chưa là gì? Lái ô tô. Em làm có vào đi. Khai chưa lái ô tô. Hôm nay em dùng ro xe học trực tuyến. Rồi tiếp này. Em lăn gọi đi, em chưa thấy. Sao không bị lộn nữa? Em lăn gọi lại đi, gọi đi. Rồi tiếp này. Ở dưới từ thế còn bơi lội là gì? Chúng ta còn nhớ không? Yếu dụng, chúng ta có vào. Yếu dụng là bơi lội. Yếu dụng bơi lội, đúng không? Yếu dụng là bơi lội. Được chưa? Ok em làm ổn chưa? Để cho em bắt. Em làm mấy năm sao vậy? Không có chỗ comment á. Sao comment nữa? Đấy, comment đầy này. Này comment ấn đây là xong. Em. Cái gì vậy? Em bắt xử lý. Đấy, em thoát ra xong vào lại. Thoát ra Facebook xong vào lại. Rồi, ok rồi. Em phụ lợi tắt đâu, em gọi đi. Em dùng gọi đi. Bơi lội. Thế này, thế còn từ này, từ học chưa? Câu cá là gì? Tèo gì câu cá? Đúng không? Tèo gì câu cá? Tiểu ý. Câu cá. Tiểu ý. Ok, chúng ta có bạn. Tiếp theo là từ đỗ xe là thính chưa. Đúng không? Thính chưa là đỗ xe. Thính chưa đỗ xe. Thính chưa là đỗ xe. Chúng ta có bạn. Thính chưa là đỗ xe. Rồi, tôi em lăn lo hay vẫn chưa xong à? Rồi, em nhung đâu rồi? Tôi tiếp này. Tiếp còn từ này. Phải ra là gì? Chụp ảnh đấy, chụp. Phải ra chụp ảnh. Phải ra chụp ảnh. Chúng ta có bảo, phải ra chụp ảnh. Rồi tốt, em Lan đã quay trở lại. Vừa nãy sao vậy? Thế này, em nhung quá bạn nhá. Phải ra là chụp ảnh. Tiếp theo là gì? Hút thuốc là gì? Chúng ta có bảo, châu yên, hút thuốc. Châu yên là hút thuốc. Châu yên, chúng ta có bảo, châu yên là hút thuốc. Chúng ta có chúng ta gọi là châu yên, hút thuốc. Đầu tiên này. Tức là từ này chúng ta chưa là từ gì đấy? Từ gì đấy? Từ gì đấy? Xì yên là cũng là hút thuốc. Chúng ta có bảo xì yên cũng là hút thuốc. Chúng ta gọi là xì yên cũng là hút thuốc. Đó chưa? Xì yên hút thuốc. Xì yên hút thuốc. Tiếp này ở dưới là từ chăng cơ là gì? Chúng ta rồi. Hát hỏng. Chúng ta gọi là chăng cơ là hát. Chàng cơ. Được chưa? Rồi tiếp này ở dưới từ gì đấy? Còn nhảy múa là gì? Theo vũ. Nói chung không ạ? Theo là nhảy múa. Theo vũ. Nhảy múa. Nhảy nhót đấy. Theo vũ. Nhảy nhót. Nhảy múa.
chưa? Theo một loại nhảy múa. Rồi, tốt, chính xác. Tiếp này, ở giữa từ tả làn trước là chơi bóng rổ. Tả làn trước. Tiếp này thì ở Việt Nam không thích hành cái môn thể thao này, chỉ có ở Trung Quốc thôi. Tả làn trước là chơi bóng rổ. Chúng ta sẽ sang trang 124, chúng ta làm bài tập số 3 là điền từ vào chỗ trống. Đây, chúng ta làm chưa? Bài số 3 điền từ tích hợp vào chỗ trống. Bài này chúng ta làm chưa? Chưa đúng không? Vậy chúng ta sang trang 124, chúng ta lại làm bài là điền từ thích hợp vào chỗ trống. Trang 124. Được chưa? 124. Ok, cái dòng bối động, chữ đầu tiên chữ gì? Khuê. Nấng chứ nhỉ? Nấng. Khuê là một khuê. Nấng, chúng ta có bằng. Chúng ta biết phiên âm vào. Nấng. Em bác biết phiên âm vào. Nấng là đầu tiên. Thế còn từ bên cạnh là gì đi? Từ bên cạnh từ gì? Dòng đúng không? Rồi bên cạnh từ gì nữa? Xiảng. Rồi tiếp theo từ gì? Có ý. Rồi tiếp theo từ gì nữa? Ý nghĩa là gì? Ý sự. Ý nghĩa đúng không? Tiếp theo là gì? Cuối cùng là khỏe đúng không? Rồi quên về câu 1 thì chúng ta chọn cái gì? Em Hiên chọn cái gì? Câu 1. Ủa phú khuê xua phá ủy đúng không? Tôi không biết nói tiếng Pháp. Chứ khuê xua ý thì là yên ủy. Rồi chúng ta gọi cái này vào. Tôi không biết nói tiếng Pháp. Ủa phú khuê xua phá ủy. Ủa phú khuê xua phá ủy. Tôi không biết nói tiếng Pháp. Chỉ huy xua y tiểu yên ủy. Em mắc gọi đi. Tôi không biết nói tiếng Pháp, chỉ biết nói một chút ít tiếng Anh. Wow, bú huy xua phá ủy. Chỉ huy xua y tiểu yên ủy. Chỉ huy xua y tiểu yên ủy. Wow, bú huy xua phá ủy. Chỉ huy xua y tiểu yên ủy. Là chúng ta đúng không? Wow, bú huy xua phá ủy. Chỉ huy xua y tiểu yên ủy. Anh Viên cố gắng check kịp vào nhé. Em check vào. Tôi không biết nói tiếng Pháp, chỉ biết nói một ít tiếng Anh. Tôi không biết nói Pháp, chỉ biết nói ít tiếng Anh. Được chưa? Rồi, tốt, em làm đó. Em làm và em Dung. Chúng ta có thể em làm và em Dung. Rồi, trong lúc chờ đợi em làm Dung thì chúng ta đi tiếp. Câu số 2 thì em bắt chọn cái gì? Mà ly gì? Mà ly giao xuế gì? Mà ly giao xuế thay chỉ xuế rồi. Mà ly muốn học thái cực quyền. Chúng ta có bảo mà ly giao xuế thai chí chuyển. Mà ly muốn học thái cực quyền. Mà ly giao xuế thai chí chuyển. Mà ly giao xuế thai chí chuyển. Mà ly muốn học thái cực quyền. Mà ly giao xuế thai chí chuyển. Được chúng ta có bảo mà ly giao xuế thai chí chuyển. Mà ly muốn học thái cực quyền. Mà ly giao xuế thai chí chuyển. Được chưa? Mà ly giao xuế thai chí chuyển. Được chưa? Chúng ta có vào. Rồi, tốt. Tiếp này ở dưới này. Câu 3 thì em làm thế nào câu 3? Câu 3 em làm thế nào? Thay cảm bao lần đúng không? Em thay cảm rồi. Trên đây xeo của gì? Bù nâng lái không đến được đúng không? Chúng ta có vào. Thay cảm bao lần. Em thay cảm rồi. Thay cảm bao lần. Trên đây xeo bù nâng lái. Là chỗ này không thể đến được. Thay cảm bao lần. Trên đây xeo bù nâng lái. Ta cảm mạo là Jin tiên xiao bù nâng lái. Em ta cảm rồi, trường này không thể đến được. Ta cảm mạo là Jin tiên xiao bù nâng lái. Chúng ta có bạn. Ta cảm mạo là Jin tiên xiao bù nâng lái. Chúng ta có bạn. Ta cảm mạo là Jin tiên xiao bù nâng lái. Ta cảm mạo là Jin tiên xiao bù nâng lái. Được chưa? Rồi tốt. Tiếp nào ở dưới này. Câu số 4 thì em linh lắm nào, câu 4. Wo hen zhi. Wo hen zhi. Xiang xue zhang jin jun, đúng không? Tôi rất muốn học hát cải lương. Wo hen xiang xue zhang jin jun. Học hát cải lương lại, xue zhang jin jun. Wo hen xiang xue zhang jin jun, đúng không? Tôi rất thích tôi rất muốn học hát cải lương. Wo hen xiang xue zhang jin jun. Wo hen xiang xue zhang jin jun. Tôi rất muốn học hát cải lương. Chính trị là cải lương. Chính trị. Em bắt có ba. Wo hen xiang xue zhang jin jun. Rồi em làm đó. Em làm em Dung đâu rồi? Thế này, ở dưới. Câu số 5 thì em Dung làm câu số 5. Wo xin ra gì? Khải phu gì? Khải phu huệ. Phu huệ khan Trung Quốc bảo. Bây giờ tôi vẫn chưa biết xem báo Trung Quốc. Hải phu khỏe. Khan Trung Quốc bảo. Đúng không?
我现在还不会看中文报，报了报纸的, tờ báo. 我现在还不会看中文报, đúng không ạ? Bây giờ tôi vẫn chưa biết xem gì, xem báo Trung Quốc. 我现在还不会看中文报. À, chúng ta có bảo, 我现在还不会看中文报. Bây giờ tôi vẫn chưa biết xem gì, xem báo Trung Quốc. À, xin mời tiếng Trung. 我现在还不会看中文报. À, chúng ta có bảo. Giờ tiếp này, ở bên dưới câu số 6 thì là trả về em Hiên làm nào, câu số 6 là số gì? Của mama. Gì, hôm nay là Trung Quốc. Giờ, của gì? Của yào, tôi muốn thì chỉnh trả chỉ cho ta. Yào, tôi muốn mà, yào, tôi muốn nghỉ. À, tôi phải gì xin nghỉ phép đi đón đón cô ta. Hỏi ya, chào gì ya, xin ra, xin nghỉ phép. Chuy, chia tha. Chia đón mà. Chia tha, xong các bạn. Lão sư, của mama chi tiên là Trung Quốc, của ya, xin tha. Xin ra, chuy, chia tha. Lão sư, xong các bạn. Của mama. Của mama gì? Chi tiên là Trung Quốc. Ờ, của ya gì? Của ya, 请假去接他，怎么办？我要请假去接他，怎么办？大家，我要请假去接他。老师，我妈妈今天来中国，我要请假去接他，怎么办？我要请假去接他。大家，进来。ở dưới, câu số 7 thì em bắt lắm nào, câu số 7. Chưa có chữ gì? Em bắt. Chưa có chữ gì? Chưa có chữ. Sư sơ mơ y sơ mơ. Chưa có chữ. Chưa có chữ sư sơ mơ y sơ. Từ này có nghĩa là gì? Chưa có chữ sư sơ mơ y sơ. Chưa có chữ sư sơ mơ y sơ. Từ này có nghĩa là gì? Chưa có chữ sư sơ mơ y sơ. Chưa có chữ sư sơ mơ y sơ. Em bắt rồi. Bắt em. Chưa có chữ sư sơ mơ y sơ. Từ này có nghĩa là gì? 这个词是什么意思? 接着是跟我说答案, thì em link là 那个说答案. 我的? 可以。懂了吗? 我可以用你的车吗? 我可以用你的车吗? 都可以用车,车可买了空? 我可以用你的车吗? 都可以用车可买了空? 我可以用你的车吗? 怎么的话,我可以用你的车吗? 都可以用下个版的课。嗯。对,来,把书,把上章,书部,上面那, chúng ta còn bài tập nữa. Là bài B. Chọn 会能要 hay là 想? 会能要 hay là 想? Rồi, câu số 1 lại trở về em Hiên. Câu số 1 em chọn cái gì? 今天下午的? Em Hiên gọi đi. Câu bài 125, bài B. Chọn huệ nâng yào xiang, ta chọn các động từ năng nghiệm sau và vị trí thích hợp. Có một em chọn cái gì? Trên tên xiao gì? Anh kia chọn đi. Nì gì? Nì nâng lái mắt, bạn đến được không? À, đúng không ạ? Trên tên xiao, nì nâng lái mắt, hôm nay bạn có đến được không? Đã bạn có thể đến được không? Tức là chúng ta cái là cái tình huống là bạn có thể đến được không? Ta dựa vào tình huống khách quan có thể đến được không? Trên thiên chào, nhìn nắng lái mắt. Trên thiên chào, nhìn nắng lái mắt. Hôm nay bạn trường đây bạn có thể đến được không? Em bác có vào. Trên thiên chào, nhìn nắng lái mắt. Trường đây bạn có thể đến không? Dạ. Em làm rồi. Em gọi đi. Trên thiên chào, nhìn nắng lái mắt. Em gọi đi. Trường đây bạn đến được không? Trên thiên chào, nhìn nắng lái mắt. Đầu tiên này, câu số 2 em bắt làm nào, câu số 2. Câu số 2 em bắt làm nào? Lão sư gì? Lão sư. Là gì? Bù sư phụ. Chị tiên gì? Tha bù nâng rồi, lại sang cửa, không có bảo. Lão sư mà lên chị tiên, lão sư mà lì bù sư phụ chị tiên tha bù nâng lại sang cửa, không có bảo. Lão sư gì? Mà lì. 不舒服
Trung thiên gì? Trung thiên. Bù nâng lái sang khờ. Đúng không? Lão sư mãi lý của sư phụ, trung thiên bù nâng lái sang khờ. Được chưa? Đúng không? Trung thiên xào bù nâng lái. Em bảo đi. Lão sư mãi lý của sư phụ, trung thiên tha bù nâng lái sang khờ. Hôm nay lớp có vẻ yên tĩnh quá nhỉ? Yên tĩnh. Em làm có đi, em làm rồi. Em làm có cô vừa rồi vào. Đầu tiên này, chúng ta sẽ có sang câu số 3 thì em Linh làm nào, câu số 3. Em làm thế nào, câu số 3. Ủa gì? Ủa? Bù? Ủa gì? Sao bù quay? Em chọn cái chỗ. Ủa gì? Sao bù yao? Ủa bù xảng xuế. Này coi. Tôi không muốn là ủa bù xảng xuế, ủa bù xảng xuế, đúng không? Ủa bù xảng xuế gì? Thái chi xuế. Là tôi không muốn học gì thái cực quyền. Chúng ta có bạn. Ủa bù xảng xuế thái chi xuế. Ủa bù xảng xuế thái chi xuế. Tôi không muốn học thái cực quyền. Ủa bù xảng xuế thái chi xuế. Được chưa? Tôi không muốn học á. Ủa bù xảng xuế. Rồi tiếp câu tiếp theo là gì? Em la là nào câu tiếp theo? Câu 4. Ta bù xảng xuế gì? Phá ủy mà. Ta bù xảng xuế phá ủy. Em ta không muốn học tiếng Pháp. Gì? Tiếng Pháp là gì? Muốn học tiếng Anh là gì? Yào xuế gì? Dương ủy. Vâng vâng rồi. Ta bù xảng xuế phá ủy. Yào xuế dương ủy. Vâng rồi. Ta bù xảng xuế phá ủy. Yào xuế dương ủy. Ở trên nói rồi mà. Em lại quên rồi. Yào và xảo nó có chung một nghĩa là gì? Muốn. Yào và xảo nó có nghĩa là muốn. Nhưng mà cái mức độ muốn của từ yào nó cao cao hơn, cường độ mạnh hơn so với từ xảo. Nó sẽ khác nhau đấy. Nhưng mà em biết là một cái cao một cái thấp rồi. Nhưng mà tại sao chủ như không muốn học thì lại xảo xuế. Không muốn thì chúng ta dùng là bù xảo. Nếu chúng ta không muốn làm cái gì là dùng bù xảo. Còn bù yào là không cần nữa, bù yào thế thôi là không cần nữa, bù yào không cần nữa. Còn bù xảo là không muốn, nó là phủ định, bù xảo không muốn, xảo. Còn đôi khi trong trường hợp bình thường không phân biệt rõ là mức độ muốn nó cao hay thấp, chúng ta dùng là xảo hay yào đều ok cả, không vấn đề gì cả. Rồi câu 5, cái này thì em dùng là nào, câu 5. Em là nào, nghỉ phân dung gì? Nghỉ phân dung, làm sao nữa? Nghỉ phân dung gì? Nâng xẻ tua sỏ hàn chữ. Đã khả năng mà. Có thể viết được bao nhiêu chữ Hán. Trong một phút có thể viết được bao nhiêu chữ Hán. Nâng xẻ tua sỏ hàn chữ. Đúng không? Nghỉ phân chung nâng xẻ tua sỏ hàn chữ. Là một phút bạn viết được bao nhiêu chữ Hán. Đây là cái khả năng của họ đấy. Nghỉ phân chung nâng xẻ tua sỏ hàn chữ. À, chúng ta không? Nghỉ phân chung nâng xẻ tua sỏ hàn chữ. Một phút bạn viết được bao nhiêu chữ Hán. Được chưa? Nghỉ phân chung nâng xẻ tua sỏ hàn chữ. Rồi, em làm qua đi. Rồi, em dùng qua đi. Rồi, tiếp theo này, ở dưới là từ, là trở về bên kia. Câu số 6 anh làm thế nào? Câu số anh chọn cái gì? Thằng cơ chữ lớp rồi, tốt. Thằng cơ chữ lớp. Không được lái xe đúng không? Quân đấng khai chưa? Quân đấng, phải chọn quân đấng nhá. Quân đấng khai chưa? Nghỉ khai bảo, bạn lái đi. Nghỉ khai bảo. Ok, chúng ta có bạn. Thằng cơ chữ lớp, quân đấng khai chưa? Nghỉ khai bảo. Anh đang uống rượu rồi. Không lại lái xe, bạn lái đi. Ta khơ chiều là bù nâng khai chưa nì khai bà. Đúng không? Ta khơ chiều là bù nâng khai chưa nì khai bà. Bạn lái đi. Ta khơ chiều là bù nâng khai chưa nì khai bà. Rồi chúng ta có bạn. Ok tiếp này, em bác làm nào, câu tiếp theo. Câu 7. Chờ gì? Chờ giờ. Bù nắng gì? Thính chưa? Và có từ dùng nắng nha. Ta không được phép chờ bù khởi hay là bù nắng đều ok. Chờ bù khởi thính chưa hay là chờ bù nắng thính chưa? Thính chưa? Đúng không? Chờ bù nắng thính chưa? Ở đây không được phép đậu xe. Chờ bù nắng
停车 ở đây không được phép đổ xe. À, thưa bác qua, chờ phụ năng thỉnh chờ, ở đây không được phép đổ xe. Chờ phụ năng thỉnh chờ. Rồi tốt, em lăng qua đi, em nhông qua đi. À, chờ phụ năng thỉnh chờ là ở đây không được đổ xe. Rồi cuối cùng, có, à, câu 8 thì ai mà Linh làm nào, câu 8. Anh Linh đâu, em làm đi, câu 8. À, câu 8 em làm đi. Chính tiên bảo sao thế? Tôi chẳng chi, dùng từ chẳng nó hay hơn. Tôi chẳng chi khan đi à? Là tôi đang nói về dự định mà, đang nghĩ nghĩ ở trong đầu. Tôi chẳng chi khan đi à? Chi khan đi à? Đúng không? Chi niên hỏa sáng, tôi chẳng chi khan đi à? Là tối nay tôi muốn đi xem phim. Chi niên hỏa sáng, tôi chẳng chi khan đi à? Chi niên hỏa sáng, tôi chẳng chi khan đi à? Là tối nay tôi muốn đi xem phim. Chính tiên hỏa sáng, tôi chẳng chi khan điện ảnh. Là tối nay tôi muốn đi xem phim. Là chúng ta có bạn. Chính tiên hỏa sáng, tôi chẳng chi khan điện ảnh. Chính tiên hỏa sáng, tôi chẳng chi khan điện ảnh. Là tối nay tôi muốn đi xem phim. Là tiếp này. Câu, chúng ta sang tiếp sang bài số 126. Trang 126. Rồi chúng ta sẽ đọc bài đọc bằng ngay này nhé. À, chúng ta có tiết mục bổ sung nó từ gì à? Hộ chiếu là gì? Hộ chiếu. Hộ chiếu, chúng ta có tiết mục bổ sung. Hộ chiếu là hộ chiếu. Đây từ này rất quan trọng. Hộ chiếu, hộ chiếu. Được chưa? Hộ chiếu là hộ chiếu. Em lắc bạn bao. Hộ chiếu, hộ chiếu. Rồi em lan đó. Anh Dung nữa. Anh Dung gọi đi. Hộ chiếu, hộ chiếu. Hộ chiếu, hộ chiếu. Em lan gọi đi. Hộ chiếu. Rồi tiếp theo từ ở dưới từ bằng lái xe là gì? Chả chào. Em bác có bằng lái xe rồi đúng không? Em bác chưa? Chưa bằng lái xe à? Thế là làm ăn được gì rồi? Chả chào. Không sợ mà, không sợ. Nó ấy tưởng lái bằng phải bằng lái ô tô mới được lái xe nhé. Là tôi có bằng lái xe rồi không? Hiểu chả chào là. Em bác có bằng lái xe máy chưa? Bằng lái xe máy chưa? Chưa có. Mấy hiểu? Có. Mấy hiểu? À, mấy hiểu bố tôi chưa chạy chào. Mấy hiểu bố tôi chưa chạy chào. Không có bằng lái xe máy. Mấy hiểu? Chạy chào, bằng lái xe. Ở trang số 127, đây từ bộ bổ sung đấy. Trang 127. Chạy chào, em sang trang 127 sẽ thấy có từ hạt từ là phụ chào và chạy chào. Rồi, okay, chúng ta sẽ đọc nhé. Đọc bài đọc. Tập bắn ngắn này. Em hiện chuẩn bị xong chưa? Đọc nhá. Em mù chữ văn hai. Mù à? Ồ, thế buồn nhỉ. Rồi ok thì chúng ta em cứ đọc theo mọi người nhé. Rồi em bắt thấy chưa? Trang 126. Chúng ta bắt đầu đọc nhá. Đọc này. Wo bu huì da tai chi quan. Wo bu huì da tai chi quan. Hen xiang xue. Hen xiang xue. Rồi tiếp này. Ma li ye bu. Ma li ye bu huì. 他也想学听说体育老师下星期教太极拳听说体育老师下星期教太极拳教太极拳教太极拳的我们就去报名老师说从下星期开始上课开始上课，上课，对呢。我问老师是不是每天下午都上课？我问老师是不是每天下午都上课？他说不是每天下午。他说不是每天下午。只一三五下午。只一三五下午。我不懂一三五是什么意思。我不懂一三五是什么意思。对，老师说一三五就是星期一、星期三、星期五。老师说一三五就是星期一、星期三、星期五。老弟嘞，今天下午我们有太极拳课。今天下午我们有太极拳课。有太极拳课。玛丽有点不舒服。玛丽有点不舒服。不舒服。发烧，头疼。发烧，头疼。可能感冒了。对的，他要去医院看病。他要去医院看病。让我给他请假。让我给他
请假。上课的时候，老师问玛丽怎么没来。我告诉老师，他病了。今天不能来上课。来上课，然后电脑打开了。一天我问麦克会不会开车。会不会开车？他说当然会。我说我朋友有一辆车。有一辆车。有一辆车。嗯，我可以借来。对的，星期天我们开他的车去玩怎么样？他的车去玩怎么样？怎么样？对的，麦克说，张张，不行，我在中国不能开车。在中国不能开车。我问他，为什么？他说没有开车的护照。车的护照。我说那不叫护照。护照叫驾照。他说对，是驾照。是驾照。我常常错了。我说对的。要说常常错，不能说常常错了。要说常常错，不能说常常错了。常常后边不能用了。用了，对。他说是吗？我还没学这个语法呢。语法呢？语法呢？老弟呢？我告诉大家，你接上啊，对跳。Sang trang số 131 chúng ta sang bài học này 131. Được chưa? Trang 131. Đầu tiên là từ tiền sư thái. Ok, tiền sư thái là gì? Đài truyền hình. Đài truyền hình. Tiền sư thái là truyền hình. Tiền sư thái là đài truyền hình. Đúng không? Bài 2 năm. Tiền sư thái là đài truyền hình. Tiền sư thái đài truyền hình. Được chưa? Tiền sư thái đài truyền hình. Chúng ta qua điện sư thái đài truyền hình, được chưa? Đầu tiên này, thái là đài đó. Ví dụ vậy, giờ em Linh thì nói là tôi làm việc ở đài truyền hình. Em sẽ nói nào? Tôi làm việc ở đài truyền hình. Ở tại gì? Ở tại. Tôi làm việc ở đài truyền hình. Tôi làm việc ở đài truyền hình là gì? Tôi làm việc ở đài truyền hình. Ở tại gì? Rồi tốt. Chúng ta có bảo, ở tại tiền sử thái công tuệ, chúng ta phải nói là gì? Ở tại đâu đó, rồi mới làm sao? Ở tại tiền sử thái công tuệ. Ở tại tiền sử thái công tuệ, là tôi làm việc ở đài truyền hình. Chúng ta có bảo, ở tại tiền sử thái công tuệ, là tôi làm việc ở đài truyền hình. Rồi, em làm cho con đi. Em Nhung đâu? Em làm gì đấy? Em Nhung đâu rồi? Em ghi xong này phải có luôn nhé. Tiếp này. Ở giữa từ Thái nữa coi, từ số 2 từ biểu diễn là gì? Biểu diễn, đúng không? Biểu diễn là biểu diễn, biểu diễn, biểu diễn. Biểu diễn, ví dụ này, giờ em hiện đó là bạn muốn biểu diễn cái gì? Ní xiang gì? Biểu diễn. Sẵn mà, thế đó. Ní xiang biểu diễn sẵn mà, bạn muốn biểu diễn cái gì? Ní xiang biểu diễn sẵn mà. Ní xiang biểu diễn sẵn mà, bạn muốn biểu diễn cái gì? Chúng ta có không? Ní xiang biểu diễn sẵn mà. Bạn muốn biểu diễn cái gì? Ní xiang biểu diễn sẵn mà. Bạn muốn biểu diễn cái gì? Ní xiang biểu diễn sẵn mà. Em nhung các bạn đi. Thế này, ở dưới đó từ chế mục. Tiếp mục, chúng ta có bạn. Chúng ta có từ chế mục vào. Chế mục là tiếp mục. Đúng không? Chế mục. Tiếp mục. Chúng ta có bạn. Chế mục là tiếp mục. Được chưa? Chế mục là tiết mục. Rồi tiếp này, ví dụ này. Giờ em bắt đầu là bạn muốn biểu diễn tiết mục gì? Ní xiang gì? Biểu diễn sấm mơ chế mục. Mời các bạn. Ní xiang biểu diễn sấm mơ chế mục. Bạn muốn biểu diễn tiết mục gì? Ní xiang biểu diễn. Ní xiang biểu diễn sấm mơ chế mục. Bạn muốn biểu diễn tiết mục gì? Mời các bạn.
你想表演什么节目？bạn muốn biểu diễn tiết mục gì？ 你想表演什么节目？ bạn muốn biểu diễn tiết mục gì？ 你想表演什么节目？ bạn muốn biểu diễn tiết mục gì？ 你想表演什么节目？ 你想表演什么？ tiếp này ở dưới là từ và giờ em làm thì nó là bạn thích xem tiết mục gì? Bạn thích xem chương trình gì? Ni xin quan sama khan sama chia mô. Mama, bà thích xem tiết mục gì? Ni xin quan khan sama chia mô. Ni xin quan khan sama chia mô. Bà thích xem tiết mục gì? Ni xin quan khan sama chia mô. Bà thích xem tiết mục gì? Chúng ta có bà. Ni xin quan khan sama chia mô. Bà thích xem tiết mục gì? Chúng ta có bà. Ni xin quan khan sama chia mô. Bà thích xem tiết mục gì? Được chưa? Chúng ta có bà. Ni xin quan khan sama chia mô.Rồi tiếp này là giữa từ nguyện ý là bằng lòng, chúng ta có bằng nguyện ý là bằng lòng, nguyện ý bằng lòng à, đúng không? Nguyện ý bằng lòng, nguyện ý bằng lòng, được chưa? Nguyện ý anh bác có bằng nguyện ý gọi đi để chúng ta nhớ từ là từ nguyện ý bằng lòng, nguyện ý từ mới à, lạ lạ à. Em bắt cẩn thận nha, không ra từ là bị đuối từ bài này trở đi đấy. À, thế này ví dụ này, giờ em link thì nó là bạn có bằng lòng, bạn có bằng lòng không? À, nì yuan yi ma, chúng ta có bạn, bạn bằng lòng không? Nì yuan yi ma, nì yuan yi ma, bạn có bằng lòng không? Chúng ta có bạn, nì yuan yi ma, bạn có bằng lòng không? Nì yuan yi ma.Gì đấy em lắc có bắt đi nì nguyện ý mà để ra tiếp này ok rồi tôi giờ em bắt nó là ok em hiểu nó là bạn có bằng lòng kết hôn cùng chúng ta không, bạn có bằng lòng kết hôn cùng chúng ta không, nì nguyện ý gì cân tha chia quân mà đúng rồi, chỉ quân là kết hôn mà, à, hợp rồi. Nì yuan yi gen ta chia quân ma, bạn có bằng lòng kết hôn cùng cô ta không? Không đâu, không đâu. Chúng ta dịch là dịch nó tiếng Việt là nói như vậy, nhưng mà khi mà dịch, à, các bạn nói tiếng Trung chúng ta phải nói như vậy. Nì yuan yi gen ta chia quân ma, nì yuan yi gen ta chia quân ma, đúng không? Nì yuan yi gen ta, sao?你愿意跟他结婚吗？把个把老给他滚过大河，怎么办？你愿意跟他结婚吗？啊，怎么办？你愿意跟他结婚吗？把个把老给他滚过大河。嗯。怎么办？你愿意跟他结婚吗？艾琳，打错电子啊？Anh tưởng là em mất tích rồi, mất tích, mất tích. Là tiếp này. Vui sớm tại sao? Giờ em nhung tưởng nó là tại sao bạn không yêu tôi? Nên là nào? À, đúng rồi, nì của anh của, đúng không? Vì sao bạn không yêu tôi? Bây giờ chúng ta dùng rất là thường xuyên đấy. Vui sớm nì của anh của, vì sao bạn không yêu tôi? Thế à? Vui sớm nì của anh của.Vì sao bạn không yêu tôi? Vì 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 sao bạn không yêu tôi? Được chưa? Vì sao bạn không yêu tôi? Vì sao bạn không yêu tôi? Được chưa? Vì sao bạn không yêu tôi? Tiếp tiếp này. Tớ là được gì đó? À không, không phải tớ. Chúng ta cái chút này bắt nhá. Tớ được từ cộng với tớ.Cộng là gì? Tính từ. Cái cấu trúc này để diễn tả mức độ của hành động. Động từ cộng tơ cộng tính từ là để diễn tả mức độ của hành động. Chúng ta có không? Động từ cộng tơ cộng tính từ để diễn tả mức độ của hành động. À, ví dụ nha. Ví dụ giờ em bác nói là cô ta học rất rất giỏi. Giỏi là gì? Hảo đấy. À, giỏi là gì? Chúng ta có từ giỏi riêng đấy. Nó là gì? Bảng.Bạn là giỏi,
rất là cừ đấy, rất là cừ khôi, rất là xuất sắc. Bảng giỏi, bảng giỏi, cô ta học rất là giỏi. Thì em bác nói ra ta suy tơ khẩn bảng. Rồi chúng ta nói cái mức độ của cái hành động là gì, học là học như thế nào, học rất là giỏi. Ta suy tơ khẩn bảng, đúng không ạ? Ta suy tơ khẩn bảng là cô ta học rất là giỏi. Ta suy tơ khẩn bảng, cô ta học rất giỏi. Ta suy tơ khẩn bảng, cô ta học rất là giỏi. Ta suy tơ khẩn bảng, chúng ta có ý không? Cô ta học rất là giỏi. Ta suy tơ khẩn bảng, đúng không ạ? Cô ta học rất là giỏi. Ta suy tơ khẩn bảng, đúng chưa? Ta suy tơ khẩn bảng, ta suy khẩn bảng, nó thiếu. Đó là gì? Ta nếu mà thì ta suy tơ khẩn bảng còn được, khẩn bảng. Mà nên nói là gì? Ta suy tơ khẩn bảng, cô ta học rất là giỏi. Tiếp này, ta suy tơ khẩn bảng. Ok, tiếp theo. Ví dụ giờ em Lan tưởng nói là cô ta học rất là kém, em nói nào? Ta suy tơ gì? Ta suy tơ khẩn chả, chả là kém mà, học rồi đúng không? Chả là kém, học rồi đấy. Chả là chả 5 phút là cái 5 phút, chả là kém nữa. Chúng ta có bảo ta suy tơ khẩn chả là cô ta học rất là kém. Ta suy tơ khẩn chả, cô ta học rất là kém. Ta suy tơ khẩn chả, chúng ta có bảo cô ta học rất là kém. Ta suy tơ khẩn chả, đúng rồi. Cô ta học rất là kém. Ta suy tơ khẩn chả, thấy chưa? Ta suy tơ khẩn chả, cô ta học rất là kém. Thấy chưa? Ta suy tơ khẩn chả. Rồi tiếp theo này. Là từ bố thua. Ví dụ giờ em hiểu được đó là cô ta nói tiếng Trung, cô ta nói rất là tốt. Đây này. Ta suy tơ gì? Ta suy tơ khẩn bố thua. Ta suy tơ khẩn bố thua. À không, à đây là gì? Ta suy hai vị suy tơ khẩn bố thua. Thế nhưng các chủ quan thì nói là gì? Chúng ta cần nói là ta suy tơ khẩn bố thua. Ok, ta nói rất là tốt. Bố thua là không tệ. À, chúng ta có thể. Ok, chúng ta có từ bố thua vào. Vì chúng ta chưa có, chưa nhớ được cái từ bố thua, chúng ta phải có từ bố thua vào. Là không tệ hay là tốt. Bố thua là không tệ. Rất là tốt đấy, rất là tốt. Ý là rất tốt. Bố thua. Chúng ta đi vào, bố thua. Được. Thua là sai, còn bố thua là rất tốt. Tốt, bố thua. Em bác các bạn đi, bố thua. À, chúng ta có từ bố thua vào. Ta suy tơ khẩn bố thua, cô ta nói rất là tốt, rất là tốt, rất là tốt. Thua là sai, chúng ta các bạn, thua là sai. Tính từ sai, thua, sai. Thua, sai. Chúng ta các bạn, thua là sai. Thua là sai, chúng ta các bạn, thua là sai. Thua sai. Được chưa? Anh con đi. Thua. Em bắt các bạn. Thua sai. Thua. Sai rồi. À, ví dụ này. Bạn nói sai rồi. Mình nói gì? Nì xua. Thua là. Nì xua thua là. Bạn nói sai rồi. Nì xua thua là. Bạn nói sai rồi. Chúng ta có bạn. Nì xua thua là. Bạn nói sai rồi. Chúng ta có bạn. Nì xua thua là. Bạn nói sai rồi. Chúng ta có bạn. Nì xua thua là. Nhớ. Đó, tôi tên này. Nì xua thua là. Bạn nói sai rồi. Tiếp theo là từ. Chi bu là tiến bộ. Động từ. Tiến bộ. Động từ. Vừa động từ vừa danh từ. Là tiến bộ hay là chữ tiến bộ. Chi bu. À, chúng ta có từ chi bu vào. Chi bu là tiến bộ. Động từ. Danh từ. Tiến bộ. Chi bu. Đúng rồi. Chi bu. Tiến bộ. Nhà các bạn ạ. Chi bộ là tiến bộ. À, chi bộ tiến bộ. Ví dụ này. Cô ta tiến bộ rất nhanh. Thì em đúng là nào? Ta chi bộ rất khẩn khoảng. Ta chi bộ rất khẩn khoảng. Đây là động từ, chi bộ động từ. Ta chi bộ rất khẩn khoảng. Cô ta tiến bộ, bạn tiến bộ rất là nhanh. Nì chi bộ rất khẩn khoảng, bạn tiến bộ rất là nhanh. Chúng ta có nhà, nì chi bộ rất tơ gì khẩn khoảng, bạn tiến bộ rất là nhanh. Nì chín bù tơ khẩn khoảng, chúng ta có bạn tiến bộ rất là nhanh. Nì chín bù tơ khẩn khoảng, bạn tiến bộ rất là nhanh. Nì chín bù tơ khẩn khoảng, chúng ta có bạn tiến bộ rất nhanh. Các bạn có đi. Nì chín bù tơ khẩn khoảng.
đúng không? Bạn tiến bộ rất là nhanh đúng không ạ? Ni jin bu de. Rồi, tốt. Và giờ em hiểu được đó là em hiểu nói nha. Dạo này bạn không có tiến, dạo này cô ta không có tiến bộ. Cái gì? Thang máy hiểu. Chính phủ. Đó. Thế đó. Chưa gì? Thang máy hiểu chính phủ là chính phủ trong trường này nó là danh từ. Trong trường này chính phủ là danh từ, còn trường ở trên chính phủ là động từ. À, đây là động từ chính phủ. Còn đây là gì? Danh từ chính phủ. Rồi chúng ta có bạn. Chưa gì? Thang máy hiểu chính phủ. Dạo này cô ta không có tiến bộ. Chưa gì? Thang máy hiểu chính phủ. Chưa gì? Tha mấy hiểu chính phủ. Dạo này cô ta không có tiến bộ. Chưa gì? Tha mấy hiểu chính phủ. Là dạo này cô ta không có tiến bộ. Chuyện gì tha mấy hiểu chính phủ. Dạo này cô ta không có tiến bộ. Chuyện gì tha mấy hiểu chính phủ. À, dạo này cô ta không có tiến bộ. Chuyện gì tha mấy hiểu chính phủ. Rồi tiếp này. Ở dưới. Đó là từ gì? Từ sở phiếng là gì? Trình độ. Là chúng ta bảo sở phiếng là trình độ. Sở phiếng. Trình độ. Sở phiếng. Trình độ, đúng không? Sở phiếng trình độ. À, em bắt gọi đi. Sở phiếng là trình độ. Sở phiếng. Đấy, chúng ta bảo sở phiếng là trình độ. Sở phiếng. Ví dụ này. À, giờ em làm được đó là trình độ tiếng Trung của cô ta khá là tốt. Em nói là Tha tờ hai mươi sở phiếng rồi. Khá là tốt là gì? Bị chào不错, nè, bị chào khảo cũng được, hay bị chào不错, nhưng mà dùng từ 不错 cho nhanh, cho hay hơn. Thà tờ hai mươi sở phiếng bị chào 不错 là gì? Trình độ tiếng Trung của cô ta khá là ok. Chúng ta có bạn. Thà tờ hai mươi sở phiếng bị chào 不错, trình độ tiếng Trung của cô ta khá là ok. Thà tờ hai mươi sở phiếng bị chào 不错 là trình độ tiếng Trung của cô ta khá là ok. Thà tờ hai mươi sở phiếng bị chào 不错. Anh có đi. 他的汉语水平比较不错, là trình độ tiếng Trung của cô ta khá là ok. 他的汉语水平比较不错. Được chưa? Rồi, tôi tiếp này. Anh dùng có đi. Bị chào, khá là tương đối khá là bị chào. Ok, tiếp theo từ ở dưới là từ gì ạ? Từ thi cao là nâng cao. Đọc từ nâng cao chúng ta có mà. Thi cao nâng cao. Chúng ta có từ này đã. Thi cao nâng cao. Thi cao. Đọc từ nâng cao đấy. Thi cao. Thi cao, đọc từ nâng cao. Em mắc có bao đi, thi cao là nâng cao. Đó, em lan có bao, thi cao, nâng cao. Em gọi đi, thi cao. Rồi anh Nhung, em hiểu biết được chưa, thi cao. Đúng không? Rồi em biết đó là, bạn muốn nâng cao trình độ tiếng Trung không? Em nói nào, bạn muốn nâng cao trình độ tiếng Trung không? Bạn muốn nâng cao trình độ tiếng Trung không? Lý giảng đúng rồi, lý giảng, thi cao. À, nhi chẳng thi cao hai mươi sở phiếng mà. Đó, như vậy. Hai mươi sở phiếng là trình độ tiếng Trung. Nhi chẳng thi cao hai mươi sở phiếng mà. Bạn muốn nâng cao trình độ tiếng Trung không? Chúng ta có bảo. Nhi chẳng thi cao hai mươi sở phiếng mà. Bạn muốn nâng cao trình độ tiếng Trung không? Nhi chẳng thi cao hai mươi sở phiếng mà. Bạn muốn nâng cao trình độ tiếng Trung không? Nhi chẳng thi cao hai mươi sở phiếng mà. Bạn muốn nâng cao trình độ tiếng Trung không? Nhi chẳng thi cao hai mươi sở phiếng mà, nhớ. Đó, nhi chẳng thi cao hai mươi sở phiếng mà. Thi cao là nâng cao, động từ nâng cao. Thi cao nâng cao. Rồi tiếp nào. Tiếp theo từ ở dưới từ khoai, chúng ta có bảo là nhanh. Ví dụ này, bây giờ em nhung từ đó là cô ta nói rất là nhanh. Em sẽ nói nào. Ta suốt tờ hẳn khoai. Rồi, chúng ta có bảo. Cô ta nói rất là nhanh, tha suốt là khẩn khoản. Em bắt cố gắng học thật cẩn thận nhá, không là bài này lại đuối đấy. Tha suốt là khẩn khoản. Tốt nghiệp à? Em bắt có tốt nghiệp không hay là thế nào? Hay là ở lại? Tốt nghiệp à? Em bắt rốt cuộc là tốt nghiệp hay là không tốt nghiệp đây? Dứt khoát thật nào, dứt khoát thật nào. Tha suốt là khẩn khoản. Cô ta nói rất là nhanh, được chưa? Tha suốt là khẩn khoản. Được chưa? Tiếp lại ở dưới. Nali là đâu có. Nó là có hai nghĩa là gì?
ở đâu hay là không có. Ví dụ này, bạn muốn đi đâu? Bạn muốn đi đâu xem phim? Thì em Lan nói nào, bạn muốn đi đâu xem phim? Muốn đi xem chi nào lì? Khăn tiền nó dùng từ chẳng vì nó không nhất thiết có phải dùng từ dọc. Nghĩ chẳng chuyện nào lì, khăn tiền gì. Bạn muốn đi đâu xem phim? Nó lì có hay nghĩa là gì? Ở đâu và là đâu có. Chúng ta có câu này vào. Nghĩ chẳng chuyện nào lì, khăn tiền gì. Nghĩ chẳng chuyện nào lì, khăn tiền gì. Bạn muốn đi đâu xem phim? Nghĩ chẳng chuyện nào lì, khăn tiền gì. Bạn muốn đi đâu xem phim? Chúng ta có vào. Nghĩ chẳng chuyện nào lì, khăn tiền gì. Bạn muốn đi đâu xem phim? Chúng ta có vào. Nǐ xiǎng qù nǎ lǐ kàn dìng yǐ? Bǎn mǔ yī dòu xiān fìng. Nǎ, nǐ xiǎng qù nǎ lǐ kàn dìng yǐ? Bǎn mǔ yī dòu xiān fìng. Nǐ xiǎng qù nǎ lǐ kàn dìng yǐ? Được chưa? Nǐ xiǎng qù nǎ lǐ kàn dìng yǐ? Tiếp này. Ví dụ có người ta khen mình gì thì mình sẽ nói gì? Đâu có, nǎ lǐ? Đâu có. Đó là gì? Khiêm tốn đấy. Đâu có. Nali. Đầu tiên này, chuẩn là gì? Chuẩn, đúng không? Chuẩn là chuẩn. Đúng không? Chuẩn là chuẩn. Đúng không? Trong chuẩn chứ đấy. Đúng giờ. Chuẩn, đúng không? Chuẩn. Rồi, dự, em Linh thì nói là, cô ta nói rất là chuẩn. Em nói nào? Tha suốt hẳn chuẩn. Cô ta nói rất là chuẩn. Tha suốt hẳn chuẩn. Cô ta nói rất là chuẩn. Tha suốt hẳn chuẩn là cô ta nói rất là chuẩn. Tha suốt là hẳn chuẩn, cô ta nói rất là chuẩn. Tha suốt là hẳn chuẩn. Chuẩn bay đúng không? Giờ. Tha suốt là hẳn chuẩn. Thế này. Ở giữa từ mới từ liếu lì. Liều lắm, đúng không? Liếu lì là liều lắm. Liều lì, liều lắm. Liều lì. Liều lắm, đúng không? Liều lì là liều lắm. Liều lì. Được chưa? Liều lắm, liều lì. Tốt. Em Nhung có vào đi. Rồi em La của nó là cô ta nói rất là liều lắm. Em nói nào? Tha suốt hẳn liều lì. Chúng ta gọi tha suốt hẳn liều lì. Cô ta nói rất là liều lắm. Tha suốt hẳn liều lì. Tha suốt hẳn liều lì. Cô ta nói rất là liều lắm. Tha suốt hẳn liều lì. Cô ta nói rất liều lắm. Được chưa? Tha suốt hẳn liều lì. Cô ta nói rất liều lắm. Tha suốt hẳn liều lì. Rồi tiếp này. Em nghe nói gì vậy? Gì vậy? Rồi em nghe có gì hỏi à? Em nói gì vậy? Giờ em nghe được đó là cô ta nói tiếng Trung nó rất là liều lắm. Em nói nào? Tha suốt gì? Hán lý. Không. Tha suốt hán lý suốt đờ. Hẳn liều lì. Chúng ta phải ghép thành hai câu này. Tha suốt hán lý là cô ta nói tiếng Trung. Tha suốt hán lý nói như thế nào? Suốt đờ hẳn liều lì. Nó rất là liều lắm. Tha suốt hán lý là cô ta nói tiếng Trung. Suốt đờ hẳn liều lì. Nó rất là liều lắm. Chúng ta có bảo. Tha suốt hán lý suốt đờ hẳn liều lì. Tha suốt hán lý suốt đờ hẳn liều lì. Cô ta nói tiếng Trung nói rất là liều lắm. Tha suốt hán lý suốt đờ hẳn liều lì. Chúng ta có bảo. Tha suốt hán lý suốt đờ hẳn liều lì. Cô ta nói tiếng Trung nói rất là liều lắm. Được chưa? Tha suốt hán lý suốt đờ hẳn liều lì. Chúng ta có bảo. Tha suốt hán lý suốt đờ hẳn liều lì. Cô ta nói tiếng Trung nói rất là liều lắm. Được chưa? Tha suốt hán lý suốt đờ hẳn liều lì. Nói tiếng Trung nói như thế nào? Chúng ta nói rõ hơn. Nói tiếng Trung đúng không? Mà nói ở mức độ nào? Nói rất là liều lắm. Tiếp này. Hoặc là gì ạ? Giờ em bắt nói là tiếng Trung của cô ta nói rất liều lắm. Thế nào? Tha de hai vị đúng không? Số de hẳn liều lì. Là tiếng Trung của cô ta nói rất là liều lắm. Đúng không ạ? Tha de hai vị số de hẳn liều lì. Tiếng Trung của cô ta nói rất là liều lắm. Tha de hai vị suốt de hẳn liều lì. Tiếng Trung của cô ta nói rất là liều lắm. Tha de hai vị suốt de hẳn liều lì. Chúng ta có ạ? Tiếng Trung của cô ta nói rất là liều lắm. Tha de hai vị suốt de hẳn liều lì. Rồi em bắt đầu đi. Tha de
Hanyu suốt a hân liều li. Tiếng Trung của cô ta nói rất là lưu loát. Tha tờ Hanyu suốt a hân liều li. Em Nhung làm gì đấy? Tắt à? Thế thì em quay về phía này. Em quay về chiếu thẳng rồi. Tha tờ Hanyu suốt a hân liều li. Em bắt con đi chưa? Đó, tốt. Chính xác tiếp này. Ở dưới đó là từ gì à? Từ liều lý giống không? Nỗ lực là gì? Nỗ lực. Chúng ta đi vào. Nỗ lực là nỗ lực. Chúng ta có vào. Nỗ lực. Nỗ lực. À, em vào đi. Nỗ lực là nỗ lực. À, nỗ lực, nỗ lực. Anh các bạn, nỗ lực là nỗ lực. Nỗ lực. Nỗ lực. Chúng ta có vào. Nỗ lực là nỗ lực. Được chưa? Nỗ lực là nỗ lực. Chúng ta có bạn, nỗ lực là nỗ lực. Rồi giờ em link thì nó là cô ta học rất là nỗ lực. Em nói nào? Ta xuế tờ hẳn nỗ lực. Rồi chúng ta bạn, cô ta học như thế nào? Cái mức độ hay là cái mức độ học của cô ta là rất là nỗ lực. Thì chúng ta phải có trợ từ liên kết tờ ở giữa. Đây, bắt đầu là tờ nhé. Ta xuế tờ hẳn nỗ lực. Cô ta học rất là nỗ lực. Ta xuế tờ hẳn nỗ lực. Là cô ta học rất là nỗ lực. Ta xuế tờ hẳn nỗ lực. Cô ta học rất là nỗ lực. Ta xuế tờ hẳn nỗ lực. Đó, cô ta học rất là nỗ lực. Mấy người vào. Ta xuế tờ hẳn nỗ lực. Cô ta học rất là nỗ lực. Ta xuế tờ hẳn nỗ lực. Được chưa? Cô ta học rất là nỗ lực. Tiếp theo này. Là từ rân chân là gì? Chăm chỉ. Đúng không? Rân chân là chăm chỉ. Được chưa? Rân chân là chăm chỉ. Đúng không? Rân chân, chăm chỉ. Được chưa? Rân chân là chăm chỉ. Đúng không? Rân chân, chăm chỉ. Được chưa? Rân chân là chăm chỉ. Em bắt con bắt đi. Rân chân, chăm chỉ. Đó, em làm đâu? Gọi đi. Rân chân, chăm chỉ. Anh có bạn, rân chân, chăm chỉ. Thế này, giờ em nhung của nó là tôi thấy cô ta học rất là chăm chỉ. Em nói nào? Có khăn tha. Xuế tờ gì? Hẳn rần chân. Rồi anh có bạn. Tôi thấy cô ta học rất là chăm chỉ. Wo kan ta xuế tờ hẳn rần chân. Rồi các bạn. Wo kan ta xuế tờ hẳn gì? Rần chân. Là tôi thấy cô ta học rất là chăm chỉ. Wo kan ta xuế tờ hẳn rần chân. Anh có bạn. Là tôi thấy cô ta học rất là chăm chỉ. Wo kan ta xuế tờ hẳn rần chân. Được chưa? Thế này. Khan học rồi đúng không? Way là vì gì đó. Chúng ta học rồi đúng không? Way. Để gì đó hay là vì gì đó. Rất là... Rồi em link cho nó là cô ta đến nhà ăn để ăn cơm. Em nói nào. Cô ta đến nhà ăn để ăn cơm. Để ăn cơm. Wei chứ phải, tha chi chứ thảo để ăn cơm. Ta có thể đến nhà ăn để ăn cơm. Chứ là có bạn nào hỏi câu đó sao nhỉ? Có bạn nào hỏi câu này? Là cô ta đến nhà ăn để ăn cơm. Wei là để hay là vì? Đúng rồi. Wei chứ phải, tha chi chứ thảo là cô ta đến nhà ăn để ăn cơm. Wei chứ phải. Wei chứ phải rồi. Chúng ta dừng lại. Tha chi chứ thảo. Nhá. Cô ta đến nhà ăn gì? Để làm gì? Mục đích là gì? Để ăn cơm. Wei chứ phản, tha chi sư thắng. Đúng rồi. Wei chứ phản, tha chi sư thắng. Đúng rồi. Em bác học. Học cẩn thận nha, không là lại đuối đấy. Đuối cái là lại rớt đấy em ạ. Wei là vì, để vì. Em thấy chưa? Trong sách này, để vì. Wei, để vì. Để ăn cơm, cô ta đến nhà ăn. Chúng ta dịch là dịch xuôi là gì? Cô ta đến nhà ăn để ăn cơm. Có dịch như vậy. Thấy chưa? Để làm gì? Đúng không? Chúng ta phải là nên mục đích trước là gì? Quay chữ phản là mục đích trước là gì? Tha chi sự thắng. Tha chi sự thắng, quay chữ phản. Nó sẽ hơi lùng. Nó trong văn nói thì không sao, nhưng mà trong văn viết thì chúng ta nên đảo lên thì nó sẽ hay hơn. Chúng ta nên đảo lên. Đó chưa công thức này. Quay ở đằng trước. Mục đích. Nên mục đích ra. Nên mục đích để làm gì? Rồi chúng ta đây là nêu hành động. Đó. Đây là mục đích này. Chữ phản là mục đích
Vui là để vì, còn đây là cái hành động là gì? Hành động để thực hiện mục đích đó là gì? Tha truy sự hán. Được chưa? Giờ tiếp theo, giờ em bắt đó là để học thì để học tiếng Trung, cô ta đến Trung Quốc. Đó, đúng không? Tốt, tha truy Trung Quốc. Vui sự hán vì tha truy Trung Quốc. Thì để, chúng ta dịch xuống là gì? Để học tiếng Trung, cô ta đến Trung Quốc. Nhưng mà chúng ta có thể dịch ngược lại là gì? Cô ta đến Trung Quốc là gì? Để học tiếng Trung. Đó. Vì học Hàn ngữ, ta đi Trung Quốc, chúng ta qua. Ờ, sao em? Vì học Hàn ngữ, ta đi Trung Quốc. Là để học tiếng Trung, cô ta đến Trung Quốc. Hay là cô ta đến Trung Quốc để học tiếng Trung. Dạ. Em Linh ghi vào nhá. Anh Linh đang có cái gì đó? Có bài. Anh tưởng em đang chat chít. Rồi được chưa? Em bắt rồi. Rồi tiếp này. Ở dưới đó từ trơ mà. Nó cái thường là như này, chấm mơ. Chấm mơ trơ mà. Cầm đi. Chấm mơ trơ mà. Thả chấm mơ sẽ tờ à. Trơ mà, cầm đi đi. Trơ mà cái thằng sẽ tờ trơ mà khảo đúng không? Trơ mà cầm đi đi. Là như thế này, như thế kia, như thế này. Và năm mà cầm đi đi là như thế kia. Đấy. Năm mà cộng tính từ là như thế kia. Trước mà cộng tính từ là như thế này. Năm mà cộng tính từ là như thế kia. Đó. Như thế này, như thế kia. Ví dụ này. Vì sao cô ta học giỏi như vậy? Thì em Linh nói nào. Vì sao cô ta học giỏi như vậy? Ừ. Vậy sao mà rồi? Ừ. Tại sao trước mà học? Ừ. Tốt như thế này. Đó. Mà như thế này. Mà vì sao mà ta học được rất là học, chúng ta có vào. Vì sao cô ta học tốt như thế này? Vì sao? Sao em? Chúng ta có nào? Là như thế này. Gì đó, cái gì như thế này? Tức là phải có một cái tính chất gì đó. Cái gì như thế này hay là cái gì như thế kia? Cái gì như thế này hay là cái gì như thế kia? Dạ. Đúng không ạ? Vì sao mà ta học được rất là học? Đúng không ạ? Vì sao? Ta học được rất là tốt. Vì sao cô ta học tốt như thế này? Vì sao ta học được rất là tốt? Vì sao cô ta học tốt như thế này? À, em làm được cái gì đấy? Được chưa? Em bắt con được chưa? Em làm con đi. Em nhung rồi. Em sao em quá chậm đấy? Nhung em. Gọi đi em. Thế này. Vì sao em hiện nói là vì sao cô ta đến muộn như thế này? Vì sao mà gì? Vì sao mà tha gì? Tha lái tờ chưa mà quản. Chúng ta từ quản chứ là muộn. Quản muộn học rồi đúng không? Vì sao cô ta đến muộn như thế này? Vì sao mà tha lái tờ chưa mà quản? Vì sao cô ta đến muộn như thế này? Vì sao mà tha lái tờ chưa mà quản? Vì sao mà tha lái tờ chưa mà quản? Vì sao cô ta đến muộn như thế này? Vì sao ta lại tờ chưa mà quả? Vì sao cô ta đến muộn như thế này? Chúng ta có bạn. Vì sao ta lại tờ chưa mà quả? Vì sao cô ta đến muộn như thế này? Chúng ta có bạn. Vì sao ta lại tờ chưa mà quả? Em làm rồi, em có đi. Vì sao cô ta đến muộn như thế này? Quả là muộn, tính từ. Em nhung rồi không? Em nhung quá nhầm rồi. Em phải có từ quả tờ là từ từ tơ này. Em nhung nó là từ tơ nhá. Không phải tơ kia đâu. Tơ là tơ này, tơ chúng ta chọn ở trong bài học ngày hôm nay đấy. Rồi tiếp này, rất tuyệt vời. Sớm. Vậy giờ em bắt đầu là vì sao hôm nay bạn đến sớm như vậy? Vì sao mà gì? Vì sao mà hôm nay nǐ lái de zhe me zǎo? Rồi, vì sao mà nǐ Vì sao mà hôm nay? Vì sao hôm nay? Nǐ lái tờ zhe me zǎo? Bạn đến muộn à? Đến sớm như thế này? Chúng ta có ạ? Vì sao mà hôm nay? Nǐ lái tờ zhe me zǎo? Vì sao mà? Hôm nay? Nǐ lái tờ zhe me zǎo? Vì sao hôm nay bạn đến sớm như thế này? Vì sao mà hôm nay? Nǐ lái tờ zhe me zǎo? Chúng ta có ạ? Vì sao mà hôm nay? Nǐ lái tờ zhe me zǎo? Vì sao hôm nay bạn đến sớm như thế này? Vì sao mà hôm nay? Nǐ lái tờ zhe me zǎo? Chúng ta có ạ? Vì sao hôm nay nǐ lái tờ zhe me zǎo? Vì sao hôm nay bạn đến sớm như thế này? Sớm là zǎo,
Rồi, và một là quả. Được chưa? Rồi, tiếp này, ở dưới đó từ viễn tụng, vận động, thể thao. Danh từ là thể thao, còn động từ là vận động. Viễn tụng, chúng ta có bảo vận động. Viễn tụng, chúng ta có bảo vận động. Viễn tụng. Chúng ta có bảo viễn tụng là vận động. Viễn tụng. Được chưa? Là vận động. Tiếp này, thể thao. Danh từ là thể thao, còn động từ là vận động. Rồi, dễ mắt đó là bạn thích thể thao gì? Nhi sĩ hoan gì? Rồi, chúng ta, nhi sĩ hoan. Sơ mơ, anh nhìn là gì nhé? Sơ mơ, nhi sĩ hoan sơ mơ, uyên tùm, bạn thích môn thể thao gì? Đúng không? Nhi sĩ hoan sơ mơ, uyên tùm. Bạn thích thể thao gì? Nhi sĩ hoan sơ mơ, uyên tùm. Bạn thích môn thể thao gì? Nhi sĩ hoan sơ mơ, uyên tùm. Bạn thích thể thao gì? Nhi sĩ hoan sơ mơ, uyên tùm. Bạn thích thể thao gì? Đúng không? Nhi sĩ hoan sơ mơ, uyên tùm. Bạn thích thể thao gì? Nhi sĩ hoan sơ mơ, uyên tùm. Bạn thích thể thao gì? Được chưa? Nhi sĩ hoan sơ mơ, uyên tùm. Tức là ở dưới từ pháo bộ là chạy bộ. Đúng không? Pháo bộ là chạy bộ. Pháo bộ. Đấy, anh có bao đi? Chạy bộ, pháo bộ. Đi dạo là sàn bộ. Chậu lưu là đi bộ, còn ok, chậu lưu là đi bộ nha. Thế chúng ta gọi hết vào để chúng ta nhớ từ vựng không là nhầm hết. Chậu lưu đi bộ, pháo bù là chạy bộ, và đi dạo là sàn bù. Sàn bù đi dạo, sàn bù đi dạo, sàn bù đi dạo, sàn bù. Chúng ta gọi đi dạo, sàn bù đi dạo nhé. Yeah. Sàn bù đi dạo. Ok, giờ em bác sẽ nói là buổi chiều tôi thường đến sân tập chạy bộ. Em sẽ nói là chào một tí, của chán chì thao thẳng sân tập pháo bộ. Rồi, buổi chiều tôi thường đến sân tập chạy bộ. Chúng ta gọi chào của chán chì thao thẳng pháo bộ. Buổi chiều tôi thường đến sân tập chạy bộ. Chào của chán chì thao thẳng pháo bộ. Buổi chiều tôi thường đến sân tập gì? Chạy bộ. Xiao wo chang qu chao chang pao bu. Buổi chiều tôi thường đến sân tập chạy bộ. Xiao wo chang qu chao chang pao bu. Chao chang là gì? Là sân tập, còn chậu lu là đi bộ. Pao bu là chạy bộ. Đi dạo. Đi dạo rồi. Đó, em bác có bao đi? Buổi chiều tôi thường đến sân tập chạy bộ. Xiao wo chang qu chao chang pao bu. Buổi chiều tôi thường đến sân tập chạy bộ. Xiao wo chang qu chao chang pao bu. Em làm rõ chưa? Thế nào? Rồi tốt. Ok đúng rồi. Tiếp này ở dưới. Đó là từ thảo là chạy. Thảo chạy. Ví dụ này, giờ em anh Hiên nói là cô ta chạy rất là nhanh. Thế nào? Ta thảo tơ hẳn khoa. Rồi anh các bạn. Đúng rồi, ta thảo tơ hẳn khoa, cô ta chạy rất là nhanh. Ta thảo tơ hẳn khoa. Cô ta chạy rất là nhanh. Ta thảo tơ hẳn khoa. Cô ta chạy rất là nhanh. Chúng ta gọi ta thảo tơ hẳn khoa. Cô ta chạy rất là nhanh. Ta thảo tơ hẳn khoa. Anh biết không? Biết không? Cô ta chạy rất là nhanh. Ta thảo tơ hẳn khoa. Được chưa? Cô ta chạy rất là nhanh. Ta thảo tơ hẳn khoa. Tiếp này. Ở dưới. Lán chiếu là gì? Bóng rổ. Phân lứt qua. Chiếu là bóng. Rồi tả chiếu là chơi bóng đấy. Chúng ta có bảo tả chiếu chơi bóng. Tả chiếu chơi bóng. Tả chiếu là đánh bóng hay chơi bóng. Tả chiếu đánh bóng hay chơi bóng. Tả chiếu. Ví dụ này, giờ em bắt đầu nói là bạn thích chơi bóng gì? Nào, bạn thích chơi bóng gì? Chơi bóng gì? Lý Chí Hoan tả số mấy chiếu? Chơi bóng gì? Tả số mấy chiếu? Chiếu là bóng. Lý Chí Hoan tả số mấy chiếu? Bạn thích chơi bóng gì? Lý Chí Hoan tả số mấy chiếu? Lý Chí Hoan tả số mấy chiếu? Bạn thích chơi bóng gì? Chúng ta có bảo Lý Chí Hoan tả số mấy chiếu? Bạn thích chơi bóng bóng gì? Lý Chí Hoan tả số mấy chiếu? Rồi tốt. Em làm đó. Rồi tiếp này. Ở dưới đó từ căng trái là vừa mới. Chúng ta có bảo căng trái là vừa mới. Căng trái vừa mới vừa nãy. Căng trái vừa mới vừa nãy. Căng trái. Căng trái vừa mới vừa nãy. Căng trái.
Ủa, cao trái. Ví dụ này, bạn vừa nói cái gì thì em hiện là nào? Bạn vừa nói cái gì? Thì căng thái. Bạn vừa nói cái gì? Ừ, rồi. Số số mấy? Ừ, tốt tốt, anh các bạn. Nhì căng thái số số mấy? Bạn vừa nói cái gì? Nhì căng thái số số mấy? Được mà? Không có sao cả. Nhì căng số số mấy? Hay là nhì căng thái số số mấy? Được ok cả. Nhì căng thái số số mấy? Bạn vừa nói cái gì? Nhì căng thái số số mấy? Bạn vừa nói cái gì? Nhì căng thái số số mấy? Bạn vừa nói cái gì? Đúng không ạ? Nhì căng thái số số mấy? Dạ. Nhì căng thái số số mấy? Bạn vừa nói cái gì? Nhì căng thái số số mấy? Rồi tiếp này, sang trang. À, khơi là có thể chấm học rồi, lướt qua. Ok. Ừ, tiếp này. Sang trang. Đó là từ gì ạ? Từ sấm không? Đúng không ạ? À, từ gì? Chiên chứ là gì? Kiên trì. Chúng ta các bạn. Chiên chứ là kiên trì. Chiên chứ kiên trì. Chiên chứ là kiên trì. Chúng ta các bạn. Chiên chứ kiên trì. Nghe coi đi. Chiên chứ là kiên trì. Chiên chứ kiên trì. Được chưa? Chiên chứ kiên trì. Em bắt các bạn. Chiên chứ kiên trì. Được chưa? Anh chưa thấy. Chiên chứ tốt tốt, em làm thôi, chưa có. Bây giờ này. Chiên chứ. Thế sao? Giờ em ghi đó là Cô ta học tập không kiên trì. Cô ta học tập không kiên trì. Tha xuyên xí Bù chiên chứ. Cô ta học tập không kiên trì. Tha xuyên xí bù chiên chứ. Là cô ta học tập không kiên trì. Tha xuyên xí bù chiên chứ. Là cô ta học tập không kiên trì. Tha xuyên xí bù chiên chứ. Tha xuyên xí. Tha xuyên xí. Tha xuyên xí bù chiên chứ. Được. Cô ta học không kiên trì. Là bước đầu học là cô ta là không đến mức độ là kiên trì. Ta học được không kiên trì, đúng không? Ta học được không kiên trì, ta học không kiên trì. Hay là ta học được không kiên trì cũng được, là có hai cái nói đấy. Ta học được không kiên trì, là ta học không kiên trì. Chúng ta có không? Ta học được không kiên trì, ta học không kiên trì. Ta học được không kiên trì, là ta học không kiên trì. Được. Ta học được không kiên trì, ta học không kiên trì. 他学的不坚持, đúng chưa? Đây này, ở dưới cuối cùng là từ in way, 所以, đúng không? In way, 所以, là bởi vì cho nên. Chúng ta học chưa nhỉ? Không rồi đúng không? In way, 所以, bởi vì cho nên. In way, 所以, đúng chưa? Bởi vì cho nên. In way, 所以. Ok, giờ em link cho nó là bởi vì tôi thích học tiếng Trung nên tôi đến Trung Quốc. Vì sao gì? Tôi thích học tiếng Trung nên tôi đến Trung Quốc. Vì sao? 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 Vì 所以我即去即中国，懂吗？因为我喜欢学汉语，所以我去中国，懂吗？因为我喜欢学汉语，所以我去中国，懂吗？因为我喜欢学汉语，所以我去中国。听见？哪天呢？啊，这道题。 晚, học rồi, muộn. Muộn là muộn. Rồi, chúng ta sẽ tập cái từ vựng nhé. Em nghe thấy ổn chưa? À, chúng ta đọc nhé, đọc nhé. Là từ vựng của bài số, em này, bài 25. Rồi, chúng ta đọc này, trong 131. Đọc nhé. À, đọc này.
电视台，电视台，台，表演，表演，节目，节目，愿意，愿意，为什么？的，不错，不错，错，错，进步，进步，水平，水平，提高，提高，快，快，哪里，哪里，准，准，流利，流利，努力，努力，认真，认真，看，看，喂，喂，这么，什么，这么，嗯，那么，早，早，运动，运动，跑步，跑步，跑，篮球。九，九，刚才，可以，可以，OK，坚持，坚持，因为，晚，OK，那，那什么老板有在耳降说，我张麦金，做到了，张麦张麦金呢，来不来？罗兰电视台想请留学生表演一个汉语节目，怎么了？想请，表演一个，汉语节目。你愿意去吗？你愿意去吗？老师，我不想去。老师，我不想去。为什么？为什么？我汉语说的不好。我汉语说的不好。也不会表演。也不会表演。你学的不错。你学的不错。有很大进步。有很大进步。汉语水平提高得很快。汉语水平提高得很快。哪里？哪里？我发音发得不准。我发音发得不准。说的也不流利。说的也不流利。让玛丽去吧。让玛丽去吧。他汉语学得很好。他汉语学得很好。说的很流利。说的很流利。玛丽还会唱京剧。玛丽还会唱京剧。京剧，对的，是吗？是吗？他京剧唱得怎么样？王老师说他唱得不错。王老师说他唱得不错。他怎么学得这么好？这么好。他非常努力。也很认真。也很认真。老师，你看他太极拳打得怎么样？老师，你看他太极拳打得怎么样？打得不错。为学太极拳。他每天都起得很早。他每天都起得很早。很早。麦克，你喜欢什么运动？麦克，你喜欢什么运动？我喜欢跑步。我喜欢跑步。打篮球。打篮球。刚才我看你跑得很快。跑得很快。你篮球打得怎么样？你篮球打得怎么样？打得还可以。老师，你每天都来锻炼吗？老师，你每天都来锻炼吗？锻炼吗？对。对。我每天都坚持锻炼，你呢？我每天都坚持锻炼。锻炼，你呢？我不常锻炼。我不常锻炼。因为我晚上常常睡得很晚。因为我晚上常常睡得很晚。早上起得也很晚。Yeah, hẳn hoàng nữa. Rồi chúng ta sang tiếp sang trang số 136, chúng ta sẽ điền chủ tiết freedom cho cái những cái cụm từ trường sau, trang 136, bài số 3. Vì từ bài 25 trở đi là chúng ta không thể đi nhanh được, phải đi từ từ thôi. Vì từ vựng nó sẽ nhiều hơn. Trong 136. 136. Được chưa? Rồi cái cụm tiết là từ gì ạ? Quay chế gì? Trong 136. Rồi. Rồi tốt. Wei xue xi han yu mo. Tiếp theo gì? Wei lian xi su fa. À, lian xi nha. Tiếp theo là gì? Wei lian xi da. Da gì? Hai chi quan, rồi. Tiếp theo là gì? Kiên trì là gì? Kiên trì là gì? Kiên trì gì? Xue xi, rồi tiếp theo gì? Chuyện chữ gì? Luyện tập là gì? Giải luyện là gì? Giải luyện là toàn liền. Toàn liền sân thị đấy, giải luyện sức khỏe. Rồi tiếp theo dưới là? Chuyện chữ gì? Chuyện chữ liên xí. Chuyện chữ liên xí. Rồi tiếp theo?
这么贵？便宜。这么便宜？那第二条？这么贵？这么贵？容易，懂吗？这么容易？那到第三，谁了？谁？这么难吗？那这个考你听来，第三。我都这么努力，那第三。那怎么这么便宜？怎么？怎么这么便宜？第三。怎么贼？怎么这么难？你知道？第三。这么贼？怎么这么贼？容易，你知道？谁在？容易。第三谁来的？没改，没改。努力，那这样比分比怎么样？第三，哪只？没准。学的怎么样？好，你听到？第三，哪只？我说的怎么样？第三。学的怎么样？第三。唱的怎么样？啊，第三哪只？读的很快，打不烂耶。那读的很快，第三。打的很好，第三。做的很好。啊，对的。对跳子。表演。表演子。表演的很好，老弟跳。很子。流乱了子，流乱了，流利。流乱流利，对跳子，你看。唱的很好。唱的很好。啊，对跳子。写的很快。走，第一条。写得很认真，走，第一条。对不对？走，第一条。现在，第一条。起得急。你们急得早不早？第一条。睡得，睡得晚不晚？走，第一条。说的不对。第一条。走，走。起得不早的，睡得不晚，睡得不晚，ngủ không muộn。rồi, ngồi cái chúng ta đọc lại nhé, đọc lại từ chỗ đầu này, đọc này, 为学习汉语，对的，为练习书法，为练习书法，为练习打太极拳，为练习打太极拳，坚持学习，坚持学习，坚持锻炼。坚持练习，坚持练习。对，这么便宜，这么便宜。这么容易，这么容易。这么难，这么难。这么努力，这么努力。怎么这么便宜，怎么这么便宜。怎么这么难，怎么这么难。怎么这么容易，怎么这么容易。怎么这么努力，怎么这么努力。学的怎么样，学的怎么样。说的怎么样，写的怎么样？唱的怎么样？读的很快。读的打的很好。打的很好。做的很对。做的很对。表演的很好。表演的很好。说的很流利。唱的很好。写的很快。学的很认真。对的，说的对不对？说的对不对？唱的好不好？唱的好不好？起的早不早？起的早不早？睡的晚不晚？睡的晚不晚？晚不晚？对的，说的不对？说的不对？唱的不好？唱的不好？起的不早？起的不早？睡的不晚？睡的不晚？那得得，那咱们再上章数188，咱们再来tập đi từ vựng sau。để từ vựng tiếp vào thích hợp vào chỗ trống bài số 3. Được chưa? Ok, cái từ đầu tiên ấy nó từ gì? Chẩm mơ. Chẩm mơ là vì sao? Chẩm mơ thế nào? Vì sao? Giờ chúng ta em bắt các bạn đi phiên âm vào cái từ đầu tiên ấy ở bài số 3, cái phần dòng môi động. Đầu tiên từ chẩm mơ. Anh các bạn anh viết vào, viết phiên âm vào. Chẩm mơ là thế nào? Hay là vì sao? Chẩm mơ là thế nào? Vì sao? Rồi từ bất kể từ gì? Suôn nói, chúng ta viết phiên âm vào, suôn nói. Tiếp theo là gì? Nỗ lực. Nỗ lực là nỗ lực, cố gắng. Nỗ lực, cố gắng, chúng ta viết vào. Tiếp theo là gì? Khoai. Khoai là gì?
nhanh rồi, biết vào quải nhanh. Tiếp theo là gì? Tả là gì? Đánh, đúng không? Tiếp theo là gì? Quay rồi, đúng không? Rồi, vì để gì đó. Tiếp theo là gì? Biểu diễn là gì? Biểu diễn. Biểu diễn. Biểu diễn. Cho nó ghi vào. Biểu diễn, biểu diễn. Rồi, tiếp theo là gì? Tâu mà đều, mà tâu đều phó từ. Rồi, ok, câu 1 thì em Hiên chọn cái gì? Câu 1. Tha gì? Câu 1 chọn cái gì? Lưu gì? Lưu gì? Lưu loát rồi. Rồi tôi sa xuế là cái gì? Rồi tiếp theo chúng ta có bảo tha hàn mì suốt đời hẳn liu lì. Chúng ta có bảo tha hàn mì suốt đời hẳn liu lì. Chúng ta phải có luôn để chúng ta học được từ pháp và từ vựng luôn. Tha hàn mì suốt đời hẳn liu lì. Đến chữ cô ta nói tức là lưu loát. Tha hàn mì suốt đời hẳn liu lì, đúng không? Tha hàn mì suốt đời hẳn liu lì. Đến chữ cô ta nói rất liu loát. Tha hàn mì suốt đời hẳn liu lì. Tiếng Trung cô ta nói rất lưu loát. Tha hàn mì suốt đời hẳn liu lì. Là tiếng Trung cô ta nói rất lưu loát. Tha hàn mì suốt đời hẳn liu lì. Nhớ. Tiếng Trung cô ta nói rất lưu loát. Thế này, câu số 2 em Linh làm nào, câu số 2. Tha gì? Câu số 2 em chọn cái gì? Tha gì? Câu số 2 chọn cái gì? Câu số 2. Cái gì? Sao biểu diễn? Biểu diễn. Tha gì? Em chọn cái gì? Em chọn gì? Sao đủ linh? Em chọn vừa. Vì sao? Vì sao cô ta học tốt như vậy? Tha tầm ơi suy tơ trước một đủ linh. Tha tầm ơi suy tơ trước một đủ linh. Vì sao cô ta học tốt như vậy? Tha tầm ơi. Tha tầm mơ suy tơ trước một đủ linh. Vì sao cô ta học tốt như vậy? Chúng ta có bảo tha tầm ơi suy tơ trước một đủ linh. Tha tầm ơi suy tơ trước một đủ linh. Vì sao cô ta học tốt như vậy? Tha tầm mơ suy tơ trước một đủ linh. Vì sao cô ta học tốt như vậy? Giờ chúng em bắt qua đi. Tha tầm mơ suy tơ trước một đủ linh. Anh có bắt đi. Em bắt qua bắt. Tha tầm mơ suy tơ trước một học. Đúng không? Trước một đủ linh. Được, ok đó. Câu số 3 ở dưới là gì? Thì em bắt chọn cái gì? Tha phải chọn gì? Tha phải chọn gì? Đủ linh đúng không? Cô ta học rất là nỗ lực. Mấy tiên tôi chỉ được hẳn trò và suy tơ hẳn quả. Chúng ta có bảo. Tha phi chẳng nụ lì. Mày thiên tâu gì? Chỉ tơ hẳn chảo ngó. Và gì? Xuê tơ gì? Hẳn quảng. Rồi, đúng không ạ? Tha phi chẳng nụ lì. Tha phi chẳng nụ lì. Mày thiên tâu chỉ tơ hẳn gì? Hẳn chảo. Suy tơ gì? Hẳn quả. Đúng không? Suy tơ hẳn quả. Chỉ á? Không biết. Anh có bác? Rồi em bác có được chưa? Giờ tốt em... Em làm rồi, em gọi đi. Em làm gì đây? Gọi đi em. Để rất là sớm và ngủ rất là muộn. Rồi tiếp theo câu 4 em làm gì? Em làm thì làm thế nào? Em chọn từ gì? Câu số 4. Em làm. Em chọn cái gì? Nì gì? Dạo này là gì? Truy chìn. Đúng không? Nì truy chìn gì? Em chọn đi. Nì truy chìn gì? Chìn phù gì? Khẩn gì? Rồi các bạn. Nì truy chìn. Chìn phù. Khẩn khoa. Dạo này bạn tiến bộ rất là nhanh. Truy chìn, nì chìn phù hẳn khoản. Nì truy chìn. Chìn phù hẳn khoản. Dạo này bạn tiến bộ rất nhanh. Nì truy chìn, chìn phù hẳn khoản. Chúng ta qua. Nì truy chìn, chìn phù hẳn khoản. Dạo này bạn tiến bộ rất là nhanh. Nì truy chìn, chìn phù hẳn khoản. Dạo này bạn tiến bộ rất là nhanh. Chúng ta qua. Nì truy chìn, chìn phù hẳn khoản. Dạo này bạn tiến bộ rất là nhanh. Nì truy chìn, chìn phù hẳn khoản. Rồi em qua đi.
你最近进步很快。 Em bắt có ba là dạo này bạn tiến bộ rất là nhanh. 你最近进步很快. Dạo này bạn tiến bộ rất rất nhanh, đúng không ạ? 你最近进步很快. Tiếp này ở dưới này, ở cái câu năm thì em nhung làm thế nào câu năm? Hai chữ chuyển gì? Hai chữ chuyển làm sao? Hai chữ chuyển gì? Tả tơ tẩm nhạc giờ. Tả tơ tẩm nhạc, đúng không? Tha thai chi chuyển tả tơ tẩm nhạc là con ta đánh thay câu kiện như thế nào? Tha thai chi chuyển. Tha chi chuyển tả tơ gì tẩm nhạc là con ta đánh thay câu kiện như thế nào? Tha thai chi chuyển tả tơ tẩm nhạc. Tha thai chi chuyển tả tơ tẩm nhạc là con ta đánh thay câu kiện như thế nào? Tha thai chi chuyển tả tơ tẩm nhạc. Và tiếp câu 6 là trở về em Hiên. Em làm sao? Tham bên ban gì? Tham bên ban sao? Tiếp mục tính chung là gì? Hàn ủy chế mục. Tham bên ban Hàn ủy chế mục. Chọn từ gì? Biểu diễn là gì? Biểu diễn tơ. Phi thật khảo. Biểu diễn. Biểu diễn. Biểu diễn. Tham bên ban. Tham bên ban. Tham bên ban. Hàn ủy chế mục. Biểu diễn tơ. 很好，啊，各位啊，非常好，非常好。 Ban là lớp đấy, lớp bọn họ thì tiết mục tiếng Trung là gì diễn rất là tốt. Tham mừng gì? Tham mừng ban Hàn ngữ tiết mục biểu diễn de gì? Phi chẳng hào, đúng không? Tham mừng ban Hàn ngữ tiết mục biểu diễn de phi chẳng hào, đúng không? Tham mừng ban Hàn ngữ tiết mục biểu diễn de phi chẳng hào. Ờ, em bác có ba đi. Tham mừng ban Hàn ngữ tiết mục biểu diễn rất là tốt. Được chưa? Tham mừng ban Hàn ngữ tiết mục biểu diễn rất là tốt. Đấy các bạn. Tham mừng ban Hàn ngữ tiết mục biểu diễn rất là tốt. Em làm được chưa? Làm em. Em làm rồi. Em gọi đi. À, thế là em nhung quá nha. Tiếp theo ở dưới này. Rồi tiếp theo câu số 8 câu số mấy nhỉ? Câu số 7 thì em Linh làm nào? Câu số 7. Linh. 7, bố mày tên gì? Tên gì? Gì? Chúng ta chọn chọn gì? Tâu. Tâu. Nó chọn từ gì? Chọn gì? Tâu chứ nhỉ? Tâu đều. Chúng ta có vào tham mẹ uống mẹ thiên tâu trên trí tuệ lệ là hàng ngày tôi đều kiên trì rèn luyện. Uống mẹ thiên tâu trên trí tuệ lệ. Chúng ta có vào uống mẹ thiên tâu trên trí tuệ lệ. Hàng ngày tôi đều kiên trì rèn luyện. Uống mẹ thiên tâu trên trí tuệ lệ. Hàng ngày tôi đều kiên trì luyện tập. Chúng ta có vào 我每天都坚持锻炼，hàng ngày都练，坚持锻炼。我每天都坚持锻炼。 Rồi, ok, câu số 8. Em bắt đầu chưa? Rồi, tiếp này. Em làm các bạn nhá. Câu số 8 thì là gì? Wei, đúng không? Có mỗi từ Wei thôi. Chúng ta có bảo Wei 学习汉语, 我要去中国, 他要去中国, đúng không? Wei 学习汉语, 他要去中国, đúng không? Để học tiếng Trung thì cô ta gì phải đi Trung Quốc. Wei xuyên xí hà yu. Wei xuyên xí hà yu. Ta gì? Ta yào chi Trung Quốc. Đúng không ạ? Wei xuyên xí hà yu. Ta yào chi Trung Quốc. Được chưa? Em bác gọi đi. Wei xuyên xí hà yu. Ta yào chi Trung Quốc. Rồi, em hiểu các bạn đi. À, em biết vào. Ba lớp mà học rồi. Em nhung lại quên rồi. Lớp tiếng Trung. Tham bằng ban là gì? Lớp là tiếng Trung. Lớp tiếng Trung của họ. Tiếp mục. À. Đây là họ muốn họ nhấn mạnh cái chương trình hay là tiết mục tiếng Trung. Họ cho lên ở phía trước. À. Đây là lớp bọn họ ấy, tiết mục tiếng Trung. Biểu diễn rất là tốt. Rất là họ nhấn mạnh thì họ muốn họ đảo lên thôi.
họ đảo cái, họ đảo cái gì, cái danh từ là gì, cái cụm danh từ là hai vị trí mù. Rồi, ok. Rồi chúng ta sẽ làm bài số 4 ở dưới, là tức là sắp xếp từ thành câu. Ok, câu số 1 thì em Hiên xếp thế nào? Câu số 1. Em Hiên xếp thế nào? Yeah, thế thì em phải xóa mù chữ chứ. À, thế em phải, đấy, thế em phải tham gia lớp học mù xóa mù chữ. Xóa mù chữ. Rồi, em Linh đi. Câu 1 em chọn gì? Sao phải tên gì? Tâu gì? Tâu gì? À. Tha gì em? À rồi. Rồi. Sao lại xin gặp lên cái lại này. Lại cái này. Em Linh làm. Để em Linh làm. À rồi. À. Gì? Chào sao? Rồi. Em Linh làm đi. Em Linh rồi. Em cô em là gì? À không, em nằm mặt tính chung ấy, à, em xếp bằng tính chung ấy, em xếp thế nào? Tha gì? Nảy thiên rồi. Thế theo? Thế còn chưa chào san đâu? Thông thiên chào san rồi. Tâu gì? Rồi, ok, chúng ta tốt, chúng ta có à? Tha mấy thiên chào san. Tâu chỉ tơ. Tâu chỉ tơ gì? Hẳn chào. Hai ngày buổi sáng, cô ta đều, anh ta đều rất là sớm, chúng ta có à? Tha mấy thiên chào san, tâu chỉ tơ hẳn, hẳn chào, đúng không ạ? Tha mấy thiên chào san. Tâu gì? Chỉ tơ. Hẳn gì? Hẳn chào, đúng không ạ? Tha mấy thiên chào san, tâu chỉ tơ hẳn chào. À, đúng không ạ? Tha mấy thiên chào san, tâu chỉ tơ hẳn chào. Chưa dậy đúng không ạ? Em Yên chắc là ít nói, nên là chưa ổn. Tha mấy thiên chào san, tâu chỉ tơ hẳn chào. Được chưa? Và tiếp này câu số 2 thì em bác làm là câu số 2. Chào là sớm, chào sao là buổi sáng sớm. Câu 2 em bắt là chọn xếp thế nào? À, sao? Câu 2 em bắt là câu 2 đi. Cái chán gì? Cái gì? Sao lại quên à? Em bắt lại quên rồi. Em tự làm đi thì mới tiến bộ được. Thảo rồi chạy rồi tiếp theo gì? Phá phù, rồi tốt tốt, tiếp theo. Ừ. Cái gì ấy, sao lùng cùng đấy lùng cùng. À, anh ta chạy bộ chạy rất là nhanh. À. Ừ. Rồi. Tha gì? Rồi. Phê trả gì? Khoản. Ok, anh ta chạy bộ chạy rất là nhanh. Anh ta chạy bộ chạy rất là nhanh thì chúng ta nói nào? Anh ta chạy bộ chạy rất là nhanh. Tha bảo phủ. Ta bảo phủ. Bảo phủ. Bảo tơ. Phê chẳng khoản. Đúng không ạ? Tha bảo phủ. Bảo tơ. Phê chẳng khoản. Anh ta chạy bộ chạy rất là nhanh. Tha bảo phủ. Rồi. Tha bảo phủ. Bảo tơ. Phê chẳng khoản. Anh ta chạy bộ chạy rất là nhanh. Tha bảo phủ. Bảo tơ. Phê chẳng khoản. Anh ta chạy bộ chạy rất là nhanh. Đúng không ạ? Tha bảo phủ. Bảo tơ. Phê chẳng khoản. Anh ta chạy bộ chạy rất là nhanh. Nhớ. Tha bảo phủ. Bảo tơ. Phê chẳng khoản. Anh ta chạy bộ chạy rất là nhanh. Tiếp này. Ở dưới. Ở câu 3 thì em Lan là câu 3. Em Lan đi. Câu 3. Mali gì? À. Ừ. Mali Trung Quấn gì? Ừ. Trung Quấn cưa. Chan tờ gì?
唱的很好，很不错，真的很不错，刚刚都不错。玛丽中文歌唱的很不错，听到了吧？嗯，先把呀，玛丽中文歌唱的很不错。哎，麦克吧你，玛丽中文歌唱的很不错。玛丽中文歌唱的很不错。玛丽中文歌唱的很不错。那白哈丁中，玛丽啊，哈的啦，这啦多。câu số 4. Câu số 4 thì em nhung lần nào? Câu số 4 em nhung lần nào? Câu số 4 là gì? Em là gì em? Tha gì? Câu số 4. Mình sẽ là gì? Tha hàn zi gì? Chỉ gái của cô ta viết rất là tốt là gì? Tha gì? Chữ án cô ta viết rất là tốt. Chúng ta sẽ nói là gì? Tha hàn zi. Xẻ tơ gì? Tha là tha cô ta cơ. Tha hàn zi. Xẻ tơ. Hẳn hào. Chúng ta nói là chữ án cô ta viết rất là tốt. Tha hàn zi xẻ tơ hẳn hào. Tha hàn zi. Xẻ tơ. Hẳn hào. Chữ án cô ta viết rất là tốt. Tha hàn zi xẻ tơ hẳn hào. Ta hàn zi xie de hen hao. Em có ba đi. Chữ án cô ta viết rất là tốt. Ta hàn zi xie de hen hao. Ta hàn zi xie de hen hao. Đó. Em bắt lái xe chưa? Em bắt điểm xanh đi. Được chưa? Em nhung rồi. Em nhung. Em điểm xanh đi. Điểm xanh lái xe nha. Cái này ở dưới. Câu số 5 thì là trở về em Hiên. Em Hiên bị một chữ rồi. Thôi thì em Linh vậy. Em Linh là câu số 5. Ủa gì? Câu số 5. Ủa thai thì chuyển gì? Ủa thai thì chuyển gì? Rồi tốt. Ủa thai thì chuyện tả tơ bố thai hỏi là thái cái quyền của tôi đóng không được tốt lắm, là đánh không được tốt lắm. Ủa thai thì chuyện tả tơ bố thai hỏi. Ủa thai thì chuyện tả tơ bố thai hỏi là thái cái quyền của tôi đánh không được tốt lắm. Ủa thai thì chuyện tả tơ bố thai hỏi. Ủa thai thì chuyện tả tơ bố thai hỏi. Được chưa? Ủa thai thì chuyện tả tơ bố thai hỏi. Thái cực kỳ của tôi đánh không tốt lắm. Của thai chi chuyển tả tơ của thầy khảo. Được không ạ? Rồi ok. Em bắt đầu đi chưa? Rồi tiếp theo. Ok. Em bắt đầu lái xe chưa? Lái xe chưa? Nãy giờ anh chưa thấy lái xe gì cả. Nhưng mà chưa xe. Xe đi. Lái xe đi. Rồi em làm lái xe đi em. Em làm rồi. Em lái xe nhá. Nãy giờ học mày học nãy giờ vẫn chưa kịp điểm danh. Rồi câu số cuối cùng thì em nhung lần nào cuối cùng. Cuối cuối cùng em nhung lần nào. Làm gì? Phát âm là gì? Phát in. Ta phát in tờ gì? Chúng ta phát âm rất là tốt là gì? Ta phát in tờ hẳn hảo. Chúng ta có ạ? Ta phát in tờ hẳn hảo. Không có hả? Hẳn chuẩn. Không có từ hảo thì là hẳn chuẩn. Chuẩn. Không có từ hảo thì là chuẩn. Ta phát in tờ hẳn chuẩn. Chúng ta có ạ? Chúng ta nó phát âm rất là chuẩn. Ta phát in tờ hẳn chuẩn. Là chúng ta phát âm rất là chuẩn. Ta phát in tờ hẳn chuẩn. Đó. Chúng ta phát âm rất là chuẩn. Chúng ta có ạ? Ta phát in tờ hẳn chuẩn. Chúng ta phát âm rất là chuẩn. Ta phát âm rất chuẩn. Được chưa? Ta phát âm rất chuẩn. Đúng không? Rồi, em lại gọi đi. Ok. Chúng ta dừng bài học tại đây nhỉ? Bây giờ chúng ta thứ mấy nhỉ? Thứ hai tuần tới đúng không? Chúng ta sẽ là cuối tuần rồi. Là phải gặp bạn vào thứ hai tuần tới rồi.
ngày 28. Chúng ta là gặp lại vào ngày 28 tuần tới. 28 tuần tới. Em Linh ổn chưa em Linh? 6 ngày. Em đã đúp. Em bắt bài này mà học không cẩn thận là lại ở lại lớp. Đúng rồi, đúng. Em bắt sao bảo trước bảo anh là em mới tốt nghiệp mà. Sẽ tốt nghiệp à? Sẽ. Sẽ phi rồi. Dạ. Em Linh ổn chưa? Không à? Anh Linh đang nghe gì đấy? Đang nghe gì vậy? Rồi. Em Linh mang thì sách chưa? Phải đòi. Anh sợ em quên. Em bắt có đi Cô Tô không nhỉ? Đắt à? Làm gì đấy? Đúng rồi. mặc cả 5.000 giá niêm yết là 550, mặc cả 5.000. Tặng à? Tặng gì? Ai tặng đấy? Ở đây à? Chắc là hội gì? Pu chèn chả, pu mặc cả. Pu chèn chả, mặc cả. Chèn chả, mặc cả. 100.000 đó? Vì sao? 150.000 à? Chào chiến. Chào chiến. Chào chiến trả lại tiền chưa? Điều này nè. Ok. Chúng ta sẽ tạm dừng bài học tại đây. Chúng ta sẽ tạm dừng bài học tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình buổi sáng ngày mai là 9 giờ đến 11 giờ. Chào các bạn.